Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Tấn Dũng tái xuất giang hồ. Trong những ngày vừa qua thì tên của ông bà X Nguyễn Tấn Dũng bỗng nhiên được nhắc nhiều tới trên mạng xã hội, và nhất là sau khi người con là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị được lệnh của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc triệu về nhiệm sở cũ ở Bộ Xây dựng. Gần 5 năm qua, kể từ khi cầm sổ hưu về quê nhà làm người tử tế, sau cuộc tranh quyền thất bại với ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trong đại hội 12 của Đảng cầm quyền, ông Nguyễn Tấn Dũng sống im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện công khai. Có thể lý giải vì phe ông Trọng với chiêu bài đốt lò chống tham nhũng đã đánh quá mạnh vào những người đã từng cộng tác mật thiết với bà X Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Bắt đầu từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh rồi đến cặp đôi Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa lần lượt bị vào lò. Tưởng chừng như phe Trọng tung hoành giữa chốn không người, nhưng cũng có lúc họ gặp phải hiểm nghèo khi ông Trọng đến thăm Kiên Giang bị đột quỵ năm 2019. Cho đến nay vẫn chưa được bình phục. Và có thể nói thì cựu Thủ tướng bà X Nguyễn Tấn Dũng còn cao số nên đã qua được đợt đốt lò đầu tiên. Nay chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, nếu như ông Trọng hết làm Tổng Bí Thư thì coi như ông Dũng và đàn em của ông thoát nạn. Đã có những điều chứng tỏ là ông Dũng đang tái xuất giang hồ sau thời gian tạm thời phong kiếm quy ẩn, nói theo kiểu của kiếm hiệp Tàu Cộng. Cuối tháng 9 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương, cựu Thủ tướng bà X Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện chính thức trên truyền thông nhà nước, trả lời một cuộc phỏng vấn của đài VTV. Ông Dũng hết lời ca ngợi Ban Kinh tế Trung ương, chính sách lớn của Đảng ta về phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và bền vững của đất nước. Dĩ nhiên thì không ai quên ông Dũng đã là trưởng ban năm 1996 trước khi được chỉ định làm Phó Thủ tướng. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, ông Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội Hà Nội cùng với Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Trong lúc đó thì tại Thành Hồ, Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được giới thiệu để bầu vào ghế bí thư thành ủy thay thế cho Nguyễn Thiện Nhân. Nói cho đẹp là giới thiệu nhưng thực ra đây chỉ là sự chỉ định của Đảng. Ông Nên xuất thân từ Tây Ninh cũng được mô tả là đàn em của bà X Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Nhưng quan trọng hơn hết là hai đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội và đại hội đảng bộ công an diễn ra cùng ngày 12 tháng 10 năm 2020. Thành phần tham dự của nhân vật trong đảng, kể cả nhân vật cựu trào, cho thấy là có hai phe rõ rệt. Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng tịch đi dự bên đảng bộ Hà Nội cùng với Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước, vốn là một đồng minh của ông Trọng trong đại hội 12, đá bay Nguyễn Tấn Dũng về vườn làm người tử tế. Trong khi đó thì Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đi dự bên Đại hội Đảng Bộ Công an cùng với bà X Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Tuy ông Vượng cũng đi dự Đại hội Đảng Bộ Công an nhưng rất mờ nhạt. Sau khi dự Đại hội Đảng Bộ Công an thì CLMV Nguyễn Xuân Phúc đi dự Đại hội Đảng Bộ Hải Phòng và tiếp xúc với cử tri tại đây. Từ Hải Phòng, ông Phúc bay đi Sài Gòn để tham dự Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì ông Trần Quốc Vượng lại đi Tuyên Quang dự lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Tân Trào và Đại hội Đảng Bộ Tuyên Quang. Sự xuất hiện của ông Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc qua các đại hội nói trên cho thấy là hình ảnh của ông Phúc nổi bật hơn ông Vượng rất nhiều lần. Phải chăng ở Hội nghị Trung ương 13 vừa qua đã có cuộc đảo tránh ngầm khi mà phe ông Phúc được sự hậu thuẫn ngầm của phe bà X Nguyễn Tấn Dũng, tìm cách loại ảnh hưởng của phe Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Quốc Vượng chuẩn bị cho cuộc đua ghế Tổng Bí Thư sẽ quyết định tại Hội nghị 14 vào cuối năm 2020. Điều này cho thấy là trận chiến tranh ghế Tổng Bí Thư giữa Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc đang hồi gay cấn. Mặc dù rằng thời gian vừa qua thì Trần Quốc Vượng lúc ẩn lúc hiện, không rõ là ông ta đang ở đâu, mà nếu như có xuất hiện thì cũng rất mờ nhạt. Nó làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tranh quyền quyết liệt giữa đại hội 12 vào năm 2016 giữa ông Nguyễn Phú Trọng và bà X Nguyễn Tấn Dũng. Một dấu ấn khác được dư luận bàn tới nhiều trong sự tái xuất giang hồ của bà X Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị kỳ này còn ở lại Trung ương sau đại hội 13 hay sẽ về hưu non. Nếu Nghị tiếp tục được giới thiệu bầu vào Ủy viên Trung ương khóa 13,
nhiều phần nghĩ sẽ là bộ trưởng bộ xây dựng và trong chính phủ mới, hay chức cao hơn có thể là ủy viên bộ chính trị chẳng hạn. Vì thế mà sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Tấn Dũng có thể cho thấy hai điều. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng chỉ là kế dùng cây nhát khỉ. Chiến dịch ấy chỉ làm thịt được một số người thuộc phe của 3X trước đây, nhưng thực chất thì không dám đụng đến quyền lực phe nhóm của 3X Nguyễn Tấn Dũng ở phía Nam. Bằng chứng là lãnh chúa Thành Hồ Lê Thanh Hải, chưa có luật pháp nào dám đụng đến. Đốt lò chống tham nhũng cuối cùng là cơ hội tốt để đề cao Nguyễn Phú Trọng như một tổng bí thư kiệt xuất nhất từ sau Lê Duẩn. Với những gì đạt được trong thời gian 2 năm vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể đụng đến một số nhân vật từ miền Trung trở ra mà thôi, chứ ở trong miền Nam, đặc biệt là các tỉnh Nam Bộ, hầu hết thì vững như bàn thạch vì có bàn tay bao che của phe 3X Nguyễn Tấn Dũng. Tóm lại thì sự tranh giành quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam mỗi 5 năm một lần còn cho người dân Việt Nam thấy đảng này chỉ là một tập đoàn cai trị bất hợp pháp, đứng trên và đứng ngoài quyền lợi của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam những nguy cơ nội tại. Thứ nhất là không thu hút được nhân tài trong và ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong ngoài nước là một nguy cơ lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khảo sát chính xác về hiện tượng, hiện tình của đất nước bằng kỹ năng tầm nhìn sự kiện là một công việc phức tạp. Tuy nhiên thì nếu xác định cho sự thật đúng về hiện trạng thực tế của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ dễ dàng nhận ra được hiện trạng đất nước. Bởi vì đảng này đã và đang kiểm soát và chi phối toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị của Việt Nam từ suốt 45 năm qua. Trong đó, biết chính xác hiện trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ nhìn ra thực trạng của nước Việt Nam trong tương lai trước mắt ngay sau đại dịch virus Vũ Hán. Nắm bắt được hiện trạng của đất nước thật rõ ràng và cụ thể sẽ nhìn ra hướng biến chuyển tất yếu của quốc gia Việt Nam theo quy luật tất yếu của xã hội, kinh tế và chính trị vào thời kỳ đầu của thế kỷ 21. Thế giới đã sang trang để đi vào một thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành một trật tự quốc tế khác. Trong khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài năm trước mắt. Đại dịch virus Vũ Hán lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng con người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc trưng mới của thời kỳ sang trang này. Như vậy thì Việt Nam có sang trang sớm sủa trong bối cảnh của toàn cầu hóa mới kể từ năm 2020 này hay là không? Trước hết cần xem xét rõ hiện trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ biến cố Đồng Tâm và nạn dịch toàn cầu COVID-19 đến nay, mọi người ai ai cũng đều thấy rõ là các vấn nạn sống chết của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 30 năm trước, 1990 đến năm 2020, đã và đang dồn dập xảy ra theo một cường độ đáng kể. Nguy cơ tự thân và nội tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam tự biết rõ những nguy cơ cốt lõi và thiết tử này hơn ai hết, vì nó xảy ra từ bên trong và do chính đảng viên của họ tạo ra. Trung tướng Công an Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiến, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Tất Thành Cang, v.v. là một số nhỏ các ví dụ nổi bật. Những nguy cơ nội tại hiện tại thì rất lớn và nguy hiểm nhất này là những sự kiện cụ thể mà trong hay ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đều biết và thấy rất rõ, có thể được liệt kê chi tiết như sau. Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 9 tháng 6 năm 2017, đại biểu Đặng Thuần Phong tỉnh Bến Tre phát biểu trước Quốc hội Cộng sản Việt Nam rằng dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển thì gần chết, và báo cáo liệt kê chi tiết 6 mối bất an của xã hội Cộng sản Việt Nam như sau. Bất an thứ nhất là tại sao chỉ có một mình chính phủ hành động kiến tạo mà liêm chính, còn hệ thống chính trị thì không. Bất an thứ hai là nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn như bị chặn đứng và vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin. Trang transparency.org thì đến 61% người sử dụng dịch vụ công từng hối lộ cho quan chức trong 12 tháng qua. Năm 2019, Việt Nam đứng hạng 96 trên 180 quốc gia về tham nhũng và chỉ số minh bạch chỉ có 37 trên 100.
Bất an thứ ba là sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách. Sự ổn định của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công thì tăng cao. Các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết hiệu quả chú trọng đầu tư thấp, mức bội trì gấp 3 lần tăng trưởng theo trang ChainEconomics.com thì tính đến năm 2019, Việt Nam nợ nước ngoài 108,1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng theo phân tích chính xác của đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong thì Việt Nam nợ trên 200 tỷ đô la Mỹ. Bất an thứ tư là thương mại hóa quan hệ xã hội. Đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền. Và đáng ngại hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách. Minh chứng cho vấn đề này là tình trạng chạy ở Việt Nam mà Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đã chỉ ra. Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ. Học phổ thông các cấp vào đại học cũng phải chạy trường, chạy lớp, rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án, thậm chí là chạy khỏi tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết để dẫn độ tội phạm, để an thân. Mới đây thì các nhà phân tích chính trị đã chỉ ra một bộ phận rất lớn đảng viên thủ đắc quyền và tiền đã và đang chuẩn bị chạy ra khỏi Việt Nam để hạ cánh an toàn, dù có hay không có biến chuyển lớn lao tại Việt Nam. Bất an thứ năm là rừng thì sắp hết, biển thì gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau thì đã cạn kiệt dần. Nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách giải thảm và sử dụng lao động giá rẻ kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu và nêu rõ đừng vì tâm tưởng tức thì là buông bỏ tương lai của dân tộc. Tiền có nhiều đến đâu thì đi nữa thì cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất. Bất an thứ 6 là không kém phần nghiêm trọng là vấn đề an toàn cuộc sống. Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông. Gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây. Và mọi thứ đều do người Việt Nam hại người Việt Nam, và từng bước thì biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử giữa người với người. Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong tỉnh Bến Tre kết bài phát biểu cho thấy là ngay toàn Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống chung trong thảm cảnh bất an này cùng toàn thể nhân dân. Nhờ vào 6 mối bất an mà đại biểu Đặng Thuần Phong nêu ra mà chúng ta thấy ngay là 6 nguy cơ bất ổn, trong đó thì chính quyền và toàn xã hội chỉ trực chờ bùng nổ bất cứ khi nào có mồi lửa châm ngòi. Nguy cơ do đi vào ngõ cụt theo bản sao mô hình của Trung Cộng. Từ năm 1930 đến năm 1990, sách lược cai trị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mô phỏng gần như 100% chiến lược cai trị của Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông, đặt căn bản trên hai yếu tố: tuyên truyền thường trực dối trá và bạo lực trấn áp để tẩy não và gieo rắc kinh hãi cho người dân nhằm triệt tiêu những suy tư độc lập và những hành động đối kháng. Từ năm 1990 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sao chép nguyên vẹn mô hình cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm sách lược cơ bản cho Việt Nam. Sách lược đầu đã hoàn toàn bị phá sản và tan rã kể từ khi mà thế giới đi vào toàn cầu hóa và Internet xuất hiện. Còn sách lược sao chép từ Trung Cộng đang đi vào ngõ cụt vì Trung Cộng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và bị thế giới tẩy chay bởi những lối hành xử của nước này, với có thể là những vấn đề độc chiếm Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, dịch cúm, virus Vũ Hán, thực chất quan hệ kinh tế với Mỹ suốt 50 năm qua và kế hoạch vành đai con đường cho các nước vay tiền và thế chấp bằng tài nguyên quốc gia, làm ăn bất chấp tiêu chuẩn giá trị môi trường và nhân quyền, và vi phạm trật tự bền vững của thế giới. Rất giống như chế độ xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, bộ máy công quyền Cộng sản Việt Nam bị chiếm dụng làm của riêng trong đảng viên với thực trạng cả nhà làm quan, cả họ làm quan. Người dân có tài không cách nào có thể lọt vào được. Ở đó họp cơ quan nhà nước xong thì họp gia đình luôn. Một bộ máy như thế thì sự quan liêu và tham nhũng là điều hiển nhiên. Tham nhũng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hỗ trợ hoàn hảo cho quan chức Cộng sản Việt Nam tham nhũng tiền bạc. Người dân có những năng lực nếu muốn có việc làm thì phải chạy. Họ bị lùn hóa, gù hóa từ đó. Rồi khi bước vào cái hệ thống ấy, họ sẽ bị cải tạo thêm để tất cả thành những người câm, người điếc, người mù. Sống lâu ở đó có thể trở nên tham lam, ti tiện, lưu manh. Nói chung là phá hủy con người.
Dĩ nhiên thì nguy cơ này không riêng cho quần chúng Việt Nam mà chung cho hơn 5 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam đang sống chung nhau trong môi trường xã hội đang giữa nát đầy băng hoại đó. Do đó thì bản sao mô hình tàu cộng là một mối nguy sống chết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng hiện tại thì đảng này không dám thay đổi và cũng không tìm được một phương cách thay đổi nào để có thể sống. Còn vì lý do họ cương quyết giữ kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa trên hình thức, nhưng nội dung và thực tế thì vận hành thì đúng là một chế độ độc đảng toàn trị theo kiểu phát xít và mafia tàu cộng. Nguy cơ do không thủ đắc được nhân sự tài đức vượt trội. Nhân sự tài đức vượt trội hầu như không thấy xuất hiện trong hàng ngũ cao cấp trung ương và trung cấp, cấp tỉnh, thành phố. Chỉ vì cơ chế vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép nhân tài suy nghĩ và sáng tạo một cách độc lập. Những nhân tài trong hay ngoài đảng từng đi du học tại các đại học hàng đầu trên thế giới đã trở về phục vụ tại Việt Nam không thi thố được tài năng và làm việc an phận theo cung cách hạ cánh an toàn và cầu an tiêu cực. Nguyên do là vì cơ chế quản trị vĩ mô của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam trái ngược với cơ chế của các quốc gia văn minh và hùng mạnh trên thế giới. Với các đảng Cộng sản nói chung, lòng trung thành chính trị và sự vâng lời là đặc quyền và điều này thì duy trì được sự ổn định chính trị. Nhưng điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng minh bạch và trung thực của các quan chức trung ương đến địa phương. Họ có xu hướng bảo thủ vì quan tâm đến sự sống còn chính trị và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề có thể khiến cho họ không đủ năng lực hoặc không trung thành với chế độ. Chân dung quá rõ ràng là tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên trong công an và quân đội và từ cấp phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước, dù là hành chính, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, kỹ thuật đều chỉ dành riêng cho khoảng 3-4 triệu đảng viên chưa về hưu. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam còn lại không được quyền có vai trò và tiếng nói nào. Đảng thống trị đó mạnh như thế nào thì chính ông Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, trong một bài viết mới đây đã trả lời rõ: chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, vân vân. Ông Nguyễn Phú Trọng quên một môn chạy thịnh hành từ mấy năm gần đây là chạy trốn ra nước ngoài. Chạy trốn ra nước ngoài như các đảng viên tiêu biểu cho phần nổi của đảng tảng bằng chìm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường vượt biên sang Manta, Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương vượt biên và biến mất tại châu Âu, Võ Kim Cự bay sang Canada sau khi tàn phá Vũng Áng, rồi mới đây nhất là ba nhân vật được cơ quan truyền thông Al Jazeera của Qatar công khai hồ sơ vượt biên sang Sip và được cấp quốc tịch của đảo quốc này gồm có ba người. Thứ nhất là Phạm Nhật Vũ, em ruột của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, cùng với hai vợ chồng Nguyễn Phan Diệu Phương và Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội. Vũ đang bị giam giữ 3 năm với mức án đưa hối lộ. Phạm Phú Quốc thì đang là đương kim đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Vì là thành viên của Quốc hội nên Quốc hội bị dư luận soi từng hành vi trong quá khứ và lý do khiến y phải vượt biên sang Sip được cho là đang chuẩn bị chạy trốn vì vụ tham nhũng đất Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Một đảng như vậy thì làm sao có thể mạnh, có lý tưởng chung nào để đoàn kết các đảng viên? Sau khi ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, bị Công an Cộng sản Việt Nam tống giam ngày 28 tháng 8 năm 2020, đa số đảng viên Cộng sản Việt Nam tin rằng tại nước Cộng sản Việt Nam không đúng với sai mà chỉ có thắng và thua. Hiện giờ thì CLMV Nguyễn Xuân Phúc đang thắng thế trong nhiều vụ việc, trong đó có vụ Đồng Tâm hồi đầu năm 2020. Với tình hình hiện nay thì câu phe nào thắng thì nhân dân đều bại của nhà văn Nguyễn Di ứng nghiệm đúng và chính xác đúng. Từ lâu thì Đảng Cộng sản Việt Nam coi đất nước như là của riêng của Đảng, đối xử với dân như bầy tôi trong chế độ phong kiến khổng giáo để độc quyền cai trị và nhũng lạm đặc quyền đặc lợi, nhưng lại vênh váo bảo đó là lựa chọn tất yếu của lịch sử hay là ý nguyện của nhân dân Việt Nam. Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội, chỉ ra rằng đúng là không có một nền kinh tế nào có đủ sức để nuôi ký sinh trùng. Khi mà ông đọc số liệu trung bình cứ 9 người dân phải nuôi một cán bộ nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, xã hội dân sự tại Việt Nam thì nói rằng thực sự thì chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là xã hội chủ nghĩa cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu, nhưng họ vẫn giữ những gì
từ ngữ xã hội chủ nghĩa để lừa Mỹ mà thôi. Có những cá nhân tài giỏi tử tế sẽ có một chính quyền tài giỏi tử tế. Có chính quyền thực sự tử tế của dân, do dân, vì dân thì sẽ có tất cả. Thực tế này đã diễn ra tại nước Mỹ 300 năm qua, chứng tỏ cho điều này, và Mỹ chính là một chế độ chính trị như vậy. Chỉ khác là họ chọn giá trị tự do, còn Cộng sản Việt Nam thì chọn giá trị định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều trí thức Việt Kiều sống xa Việt Nam nhiều năm cho nên không hiểu rằng những lý thuyết giáo điều, những tuyên truyền dối trá khiến cho đời sống tinh thần của những người tự do, tự trọng trong nước là hết sức ngột ngạt. Đồng thời thì chúng cũng cản trở giáo dục nhân cách cho các thế hệ tương lai từ khi cầm quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn ấn định tuyển dụng cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên. Hồng là cộng sản, chuyên là chuyên môn. Thực tế thì ở Việt Nam là hễ hồng thì không chuyên, mà hễ chuyên thì không hồng. Thực tế là kết quả của lý thuyết phải phản ứng thực tế. Không thu hút được nhân tài trong và ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Duy trì an ninh chính trị bằng bạo lực là việc làm rất nguy hiểm cho việc ổn định xã hội và làm phát sinh lòng oán hận, khinh miệt và căm thù lực lượng công an ngày càng gia tăng. Công an hầu như không cần biết đến điều 167 trong Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội phạm quyền xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân sẽ bị phạt tù từ 3 tháng, 1 năm, 3 năm đến 5 năm. Nên đã liên tục truy lùng giáo giết những người cầm bút trong và ngoài đảng, làm cho trí thức xa lánh đảng và nhà nước, và nhất là quyết không muốn xếp hàng đáp ứng công tác cầu hiền của đảng và nhà nước. Công tác này đã có phần nào thành công dưới thời của ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã thoát khỏi chính sách bao cấp để chuyển sang đổi mới từ năm 1986. Trong lịch sử Việt Nam có lẽ chưa bao giờ mà cầm quyền, nhà cầm quyền được viết, quyền được đọc của người dân bị Đảng Cộng sản Việt Nam trấn áp nhiều như vậy. Nhìn vào bối cảnh bức hại đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong thời đại 4.0, thời đại rất cần trí thức có tầm nhìn và trí tuệ để hoạch định chiến lược cho quốc gia phát triển. Mất đi tình cảm gắn bó của dân đối với đảng như thời năm 1930-1954, tình cảm này do tuyên truyền bưng bít và dối trá mà gặt hái được. Bộ phận an ninh của đảng đang dựa vào mafia trong và ngoài đảng để thi hành các chính sách vì Đảng Cộng sản Việt Nam biết rõ dân không ủng hộ cho họ. Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền về công lao của họ trong phát triển kinh tế quốc gia. Họ lờ đi thực tế là tài nguyên đất nước và môi trường sống, vốn những của cải cần được sử dụng, dè sẻn để lại cho đời sau, thì nay họ đã đốt hầu hết cho hiện tại, và phần lớn trong số đó đã rơi vào túi những đảng viên tham nhũng. Và số nợ mà chế độ này đã vay thì đã vượt quá khả năng cân bằng tài chính của họ. Tất nhiên thì chế độ này khi kết thúc sẽ không trả nợ, người trả nợ chính là người dân Việt Nam. Tình trạng nợ công của Việt Nam đến nay đã cực kỳ nguy ngập. Từ năm 2016 trở về trước thì người ta nói về số liệu nợ công đã vượt ngưỡng trần tính trên tỷ lệ GDP và năng lực cân đối dòng tiền của ngân sách. Từ lúc ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc cầm quyền cho đến khoảng tháng 9 năm 2016, chính phủ của ông ta đã vay nợ ròng trên dưới 8 tỷ đô la Mỹ. Cái gọi là giới hạn hay trần an toàn giờ là thứ không còn ai nhắc đến. Trong vài năm tới thì khả năng rất cao là Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia khi mà chính phủ không thể trả nổi các khoản nợ đáo hạn. Tình trạng của Venezuela sẽ là một viễn cảnh của Việt Nam. Tuy nhiên, chế độ hiện nay có thể trì hoãn cái chết bằng cách dựa dẫm vào nguồn tiền từ Trung Cộng. Kể từ mật ước Thành Đô 1990 và đi kèm với nó sẽ là những cuộc mặc cả đen tối, chủ quyền của đất nước sẽ bị bán rẻ. Tất nhiên thì khi sự thật lộ ra thì đất nước Việt Nam sẽ chìm vào trong một biển máu mà sự phẫn nộ của người dân sẽ tàn phá tất cả trong tình huống không ai mong muốn đó, thì đất nước sẽ bị kéo lùi lịch sử trên dưới 20 năm. Bất cứ người Việt Nam nào, bao gồm cả những người cộng sản, đều mong muốn tránh cái viễn cảnh bi đát ấy. Đơn giản là bất cứ ai cũng sợ chết, đặc biệt là những người giàu, trong khi đó thì hậu duệ cộng sản và gia đình của họ thì đã quá giàu. Thực trạng nhân sự hiện nay có thể thấy là trong số 5 triệu đảng viên, có
con số trên giấy tờ thì chỉ có hơn 200.000 có vị thế quyền lực từ trung ương cho đến làng xã. Còn lại 4,8 triệu đảng viên hoàn toàn đóng vai trò kẻ Mekeno, tức là không quan tâm đến sự sống chết của đảng. Vì họ nghĩ rằng có làm gì cho lắm thì cũng chỉ đem lại lợi ích cho nhóm gần 200.000 đảng viên có vị thế quyền lực đó thôi. Đó là lý do mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói đến nguy cơ nhạt đảng khô đoàn khi ông nhận định về định hướng phấn đấu của thanh niên ngày nay. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn nền kinh tế thị trường nhưng vẫn cố bám víu vào cai trị độc tài xã hội chủ nghĩa từ thập niên 90 của thế kỷ 20, họ đã vi phạm mọi nguyên tắc căn bản nhất để tạo ra một xã hội minh bạch và công bằng về mặt cơ hội phát triển cho con người. Chính sách kìm kẹp và tiêu diệt mọi tư tưởng độc lập của người dân Việt Nam, kể cả giới trí thức, đã tạo ra một xã hội cúi đầu. Họ không còn một chút lý tưởng cộng sản nào, vì thực tại đã cho thấy là lý thuyết của Marx chỉ là ảo tưởng. Khi một đám người không còn lý tưởng nắm quyền lực tuyệt đối trong tay thì nhanh chóng tha hóa và biến thành tội phạm. Hiện nay thì bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm hầu như là toàn bộ những kẻ vô đạo đức, tham nhũng cả về vật chất lẫn quyền lực. Sự lưu manh hóa của họ lớn dần theo thời gian và gây ra những bức xúc ngày càng một lớn trong xã hội. Theo Võ Văn Quản, những cuộc khủng bố không còn ai nhớ 19 tháng 4 năm 2020. Chỉ trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1958 có hơn 25.000 nhân viên công vụ, giáo viên, trưởng thôn và trưởng làng cũng như các nhân sĩ có uy tín tại nông thôn miền Nam Việt Nam bị bắt cóc, sát hại, thủ tiêu vì họ phản động và thiếu hợp tác với cách mạng cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã quen sử dụng bạo lực, giết chóc ngay cả đối với đảng viên của họ vào thời kỳ cải cách ruộng đất 1955-1956. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, giáo sư Ngô Vĩnh Long công bố một văn thư đề cương của ông Chu Đình Sương, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có chức vụ trưởng phòng 4 Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1954, gửi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 3 năm 1983. Văn thư này dài đến 20 trang khổ A4. Chỉ có đối thoại chân thành giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và xã hội dân sự Việt Nam mới tìm ra được lối thoát để tránh một kết cục bi đát cho tất cả. Chế độ rồi sẽ đi đến điểm kết, nhưng đó có thể là một điểm kết đau đớn hoặc một sự chuyển biến sang văn minh trong hòa bình tùy theo sự lựa chọn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Myanmar đã làm được điều đó khi mà chính phủ độc tài của Tổng thống Thein Sein đứng về phe dân tộc. Họ cũng đã từng đi theo con đường chủ nghĩa xã hội trong trên dưới 25 năm, 1963 đến năm 1990. Họ cũng là những kẻ độc tài bị thế giới cô lập và lệ thuộc nặng nề vào Tàu Cộng. Họ cũng có hơn 1.000 km đường biên giới với Trung Quốc và có những phe nhóm ly khai gốc Hoa đang cầm súng chống lại chính quyền. Nhưng với con đường hòa giải và hòa hợp hợp tác, hiện nay họ đã đi trên đúng lộ trình để văn hóa đất nước. Con đường của Myanmar không dễ đi, nhưng họ đã tìm được lối thoát khỏi màn đêm đen tối. Sẽ chỉ có hai con đường với chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, hoặc tiếp tục cố níu kéo quyền lực, vay nợ mọi thứ, bán rẻ mọi thứ cho đến ngày tàn để dìm đất nước và chính chế độ Cộng sản này vào lò lửa chiến tranh. Hoặc bắt đầu thay đổi để tạo cơ sở cho đất nước Việt Nam này hướng tới tương lai, trong đó bao gồm cả tương lai chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả tùy thuộc vào con người Cộng sản tại Việt Nam hôm nay. Cho nên, đa số nhân dân đang oán hận công an, dân phòng, an ninh, tuyên giáo và oán hận này là một mối nguy nữa cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo toàn diện các lực lượng này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.